Thor 4 tiếp tục bị chê bai vì cảnh quay ngớ ngẩn. Theo tiền lệ, Marvel Studios luôn sửa đổi chi tiết một số bộ phim của mình khi phát hành trên Disney cộng. Và lần này, Thor, Love and Thunder cũng không nằm ngoài danh sách đó. Khi bộ phim thứ tư của tài tử Chris Hemsworth với tư cách là thần sấm ra mắt trên kênh giải trí Disney cộng, người hâm mộ ngay lập tức dậy sóng khi nhận thấy một số chi tiết. Cảnh quay đã được chỉnh sửa VFX so với phiên bản chiếu rạp hồi đầu tháng 7, điều này khiến họ thực sự khó chịu vì chất lượng đồ họa thấp tạo nên cảm giác khá rẻ tiền. Theo MovieBread đưa tin, trong Thor, Love and Thunder, những đứa trẻ của Neil Asgard bị bắt cóc bởi Gore the God Butcher khi hắn cố gắng dụ Thor vào trận chiến. Một trong số đó, con trai của Heimdall, Ace, có thể sử dụng sức mạnh tương tự mà cha mình sở hữu để giao tiếp với Thor và thông báo cho anh biết về nơi ở của chúng. Cảnh quay Thor giao tiếp tâm linh với hình ảnh hư ảo của Ace ngớ ngẩn và nực cười tới mức nó khiến nhiều khán giả không thể tin nổi tại sao lại có thể được nhà sản xuất đưa vào phim. Còn với phiên bản phim hiện phát hành trên Disney cộng, không thể phủ nhận nỗ lực xử lý đồ họa bằng VFX của nhà sản xuất. Tuy nhiên, kết quả dường như còn trở nên tồi tệ hơn. Tài khoản Comic Book đã chia sẻ một hình ảnh so sánh chế giễu hai phiên bản trên lên Twitter cá nhân. Bài viết nhanh chóng thu hút lượng lớn khán giả đồng tình với hàng trăm nghìn lượt yêu thích và bình luận. Nhiều ý kiến cho rằng, việc Marvel Studios sử dụng VFX cầu thả như thể đang coi thường khán giả. Giống như nhiều bom tấn khác trong pha 4 của Marvel, Thor, Love and Thunder có nhiều khoảnh khắc ấn tượng. Tuy nhiên, xét trên tổng thể, phim vẫn để lộ nhiều thiếu sót và gây hụt hẫng trong lòng người hâm mộ. Công chiếu sau 2 tháng so với bộ phim Doctor Strange trong đa vũ trụ của hỗn loạn được giới phê bình nhận xét không thấy đa vũ trụ, chỉ thấy hỗn loạn. Thor 4 cũng gây thất vọng không kém vì kịch bản thiếu logic, nhiều sạn, lạm dụng những mảnh hài giải trí thừa thãi. Mặc cho giới phê bình và khán giả chê bai, phim vẫn đạt tới con số 755,36 triệu USD doanh thu phòng vé trên toàn cầu. Thor 4 trở thành bom tấn lớn thứ 5 trong năm tới tính thời điểm hiện tại, đứng sau những cái tên đình đám như Maverick, Doctor Strange 2, Jurassic World và The Batman.